hai đứa 300. Ừ. 300 với lại kem với bột nó 200 220 nữa. 520 hết các chị. Cái này đâm ngoài gì chị? Dạ giá dạ. Ai tôi có tiền mà. Sáng thì ngủ không? Sáng thì đó. Mưa bị nớ mà. Đi uống cà phê mà khổ dễ sợ luôn. Ước trời. Xong nghe tin, buồn. Không buồn mới lạ dễ chi. Đen buồn miếng đấy. Tuần nữa cho em đi lại gì? Dạ. Nhanh nhanh là một tuần, lâu là 10 ngày đấy, 2 tuần nha. Đừng có để lâu quá mất công đi cực. Dạ. Mà nói bé về là xuyên bao kem giúp em nghe. Dạ. 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 Chờ lúc muốn phê. Nên khô luôn á. Như con gì vậy? Chờ chị dạ. Phải không? Chờ đúng không? Cô nói mình chờ chị hả? Vậy này phải lâu. Chờ được không người đẹp? Da nhiều không? Bình thường hay là để em bé làm hả? Sợ chờ lâu á. Ừ. Thử đi. Mà nãy qua con bé bên kia nó kêu chỉ làm ủng hộ em đi. Bữa đi cho biết cái phôi gì làm nó làm quen này. Thấy 2 năm rồi mà đi kiếm. Kêu làm giống con cái này. Vậy nó thấy cũng bán khách. Vậy nó thì hắn lấy khách của em thôi chị. Mà không bán khách chị đâu có mấy người ngồi đây. Nó kêu thôi chị làm ủng hộ em đi rồi. Làm đâu quen đó rồi khó lắm. Nhiều khách á là đi làm chỗ bên nhà nhắc đi á chị, nhắc đi xong cái làm bên nhà cái là không được, cái là cũng phải qua lại em. Mà em thấy da chị bình thường mà đâu có gì đâu.
Chị ngắt thầm á. Alo. Chị ơi, giờ em qua nặng được không chị? Trừ hai Dạ. ba rưỡi được không em? 3 rưỡi. Dạ được, mà qua chị lo nặng á. Cái hôm bữa ok chị bé ok đi lắm. Dạ dạ ok Dạ rồi. em qua 20 Tân An nha. Dạ. Bây về trong nước. Chứ nó làm hết rồi đó. Em coi da chị nó khó làm. Da mỏng mà ấy thì để đó cho chị. Da hơi sần. Thôi, da nó mụn khó để chị làm cho. Công đi lên tới đây rồi. Ông khu nó nhiều không? Nhiều gì? Quay không?
Cậu nó đi ba em. Lấy đang làm dưới à?